Hi, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn chiếc Mercedes-Benz C180 2020. Thì xe C180 đang có mức giá niêm yết là 1.399.000 nhé, với mức giá ưu đãi tối đa tới 4% giá trị xe. Tùy một số trường hợp thì mình sẽ để dưới phần mô tả những cái trường hợp sẽ được hỗ trợ sâu nhất. Thì Mercedes C180 AMG phiên bản này thì là phiên bản mới của Mercedes, có mức giá rất là hợp lý. Và xe sẽ sử dụng máy 1.5 nhé, công suất cực đại là 156 mã lực, với hộp số tự động là phiên bản này là 9 cấp. Với phiên bản C180 thì anh em về phần đầu xe thì cũng rất là đơn giản, với cái phần lưới tản nhiệt 2 nan đơn cùng với logo Mercedes 3D ở giữa. Cái phần nổi bật nhất ở phần đầu xe đó là cụm đèn LED full ngày, đây là cụm đèn full LED nhé, với thiết kế là 2 tầng xếp chồng và 4 khoang dạng tinh thể, tạo hiệu ứng 3D khi mà bật đèn lên. Đây, 2 tầng này, 4 khoang, nó nhìn anh em thấy là rất là đẹp, rất là bắt mắt khi mà bật cái đèn LED này lên. Về kích thước tổng thể thì Mercedes C180 sẽ có chiều dài là 4m68, rộng 1m81 và cao 1m44. Chiều dài cơ sở của xe sẽ là 2m84, khá là rộng rãi, so với Camry thì sẽ rộng rãi hơn một chút. Với cái phiên bản này thì phần thân xe gần như là không thay đổi so với cái phiên bản C200. Đấy. Nhưng mà cái sự khác biệt mà anh em có thể là để ý thấy đó là cái phần mâm xe. Xe sẽ sử dụng là mâm 17 inch, 5 chấu kép, 2 tông màu. Cái bộ mâm này anh em thấy là khá là giống cái bộ mâm của C300 AMG, có thiết kế khá là năn ná cái kiểu thiết kế thể thao AMG. Cái phần gương chiếu hậu sẽ là gương chỉnh điện, cặp điện và xi nhan trên gương. Phiên bản gương này thì sẽ là không có sấy gương nhé. Rất là đẹp. Xe phiên bản này không có trang bị cửa nóc, nhưng mà phần các viền chân kính, cong kính thì được mạ chrome rất là đẹp. Phần đuôi xe thì anh em thấy là nổi bật nhất là cái logo C180 Mercedes. Xe sẽ có trang bị cảm biến lùi với camera lùi nhé. Phiên bản này sẽ không có cam 360. Ở phần sau thì cụm đèn sau sẽ có thiết kế là dạng LED và dạng hình chữ C. Đấy, ở phần dưới sẽ là hai bóng xả mạ chrome rất là nổi bật. Anh em thấy là cụm đèn sau sẽ thiết kế là cụm đèn LED dạng tinh thể, và cái phần viền đèn là dạng chữ C nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, phiên bản này, phiên bản màu trắng C180 nhé. Về cái phần khoang hành khách thì phần ghế thì phiên bản này sẽ có trang bị là ghế da nhé. Đây, phiên bản này sẽ có ghế da cao cấp. Đấy, và phần đằng sau sẽ có điều hòa. Phần C180 sẽ là điều hòa tự động hai vùng độc lập, sẽ có trang bị cửa gió điều hòa phía sau giúp anh em có thể là tùy chỉnh rất là thoải mái. Đấy. Phiên bản này sẽ có thêm nội thất là lựa chọn tùy chọn là ghế da màu đen nữa, ngoài cái phiên bản ghế da màu nâu. Hàng ghế phía trước sẽ là chỉnh điện nhé, nhưng mà chưa có nhớ ghế. Hàng ghế lái và ghế phụ phía trước sẽ là có chỉnh điện, nhưng mà đáng tiếc là xe vẫn chưa trang bị nhớ ghế, khá là đáng tiếc. Xe sẽ có hai phần màn hình, một phần màn hình trung tâm là 5,5 inch cộng với màn hình hiển thị đa thông tin, màn hình đa thông tin là 5,5, còn màn hình trung tâm sẽ là 7 inch. Đấy. Đây, phiên bản này của mình thì đang có phiên bản nội thất là màu vàng xích, rất là đẹp. Đấy. Nội thất ghế lái anh em thấy là khá là thoải mái. Trên vô lăng thì sẽ có tích hợp các nút điều chỉnh. Và sẽ là vô lăng 3 chấu ốp gỗ nhé, giúp không để lại mồ hôi dấu vân tay. Đáng tiếc là cái phiên bản này thì đã bị bỏ đi cái phần sạc không dây và đèn viền nội thất 64 màu so với các phiên bản cao cấp hơn, nên là xe sẽ khá là thiếu cái điểm nhấn. Cái phần màn hình trung tâm của xe cũng chỉ có 7 inch thôi, khá là nhỏ. Mình đang quen nhìn các phần màn hình 10 inch nên là phần màn hình 7 inch này khá là nhỏ. Đấy. Xe vẫn trang bị là cái talkpad trung tâm để điều khiển màn hình nhé. Điều hòa của xe sẽ là điều hòa tự động cho anh em, điều hòa tự động hai vùng độc lập. Phiên bản này sẽ có hệ thống an toàn là 7 túi khí, hỗ trợ là đỗ xe chủ động, cảnh báo mất tập trung, chống bó cứng phanh, chống trơn trượt. Trên vô lăng thì có tích hợp là kiểm soát hành trình giữ ga tự động, hỗ trợ là chuyển số trực tiếp trên vô lăng luôn, rất là tiện. Phiên bản này cũng trang bị là dây đai an toàn 3 điểm nhé, tự động căng đai khi khẩn cấp.
Về cái tiện nghi thì phiên bản này có kết hợp màn hình là sẽ có camera lùi kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Đấy. Có chìa khóa khởi động thông minh keyless start, hỗ trợ là kiểm soát hành trình, cruise control ấy. Đấy, đây phần camera lùi đây nhau nhé. Màn này thì chỉ có thích hợp camera lùi và các cảm biến xung quanh xe để hỗ trợ lùi xe an toàn thôi. Nếu mà các bạn muốn nâng cấp lên cam 360 thì có thể là tùy chọn nâng cấp được nhé. Về khả năng vận hành thì Mercedes C180 sẽ trang bị động cơ là động cơ i4 máy 100 nặng 1.5, có tăng áp nhé. Công suất cực đại sẽ là 156 mã lực. Đấy, với mô men xoắn cực đại là 250 Nm, rất là cao tùy máy 1.5, nhưng mà cái công suất có thể so sánh được với các phiên bản của Toyota Camry. Cái bản này sẽ có khả năng tăng tốc từ 0 tới 100 cây số trên giờ trong vòng 8,6 giây thôi.